Đoán xem mình hốt được gì từ shop Họa Nguyệt Các nào. Đây là Màu Nhũ Phytech, một cái tên khá hot hit tại thị trường quốc tế, nhưng lại im hơi lặng tiếng tại Việt Nam. Giờ thì mọi người cùng mình khám phá em màu nhũ này nhé. Mình có nhỏ một vài giọt nước vô pan màu để dễ lấy màu hơn. Nhìn chung, màu lên rất xinh, có độ phản quang và đậm đặc hơn so với các loại màu nhũ khác mình từng dùng trước đó. Màu đều hiển thị rõ trên cả nền giấy trắng và nền giấy đen. Tuy nhiên, mã màu 692 lại khiến mình khá bối rối vì lấy màu rất khó. Sau khi nhỏ một vài giọt nước để dễ lấy màu, mình cảm giác như màu trong pan mã 692 này hút nước cực nhanh. Đã thế, pan màu lại còn nở ra, vỡ đi cái phần vân vốn rất thẩm mỹ trên bề mặt pan màu. Tuy mình không rõ nguyên nhân của vấn đề này, nhưng việc đó cũng không cản được độ xinh của em này đâu. Đa cấp một chút thì mình có để link mua ở video luôn nhé. Và đây là nước rửa cọ sau khi mình swatch 5 em màu nhũ Phytech nè. Dưới phần swatch thì mình đã có một bức tranh. Thường thì mình sẽ dùng màu nhũ để bổ trợ và tạo điểm nhấn cho tranh, chứ không vẽ nguyên một bức tranh chỉ bằng màu nhũ đâu. Và thành quả đây nhé. Hẹn mọi người ở video sau. Bye!